Chào mọi người nha. Hôm nay xin giới thiệu mọi người các lô hàng mới bên Mộc đang lên đây nha mọi người. Đây là mấy lô hàng mới đang lên, sẽ quay cho mọi người coi nha. Thì Mộc đang lên lô này là 4 bộ nha mọi người. Thì 4 bộ này đều có khách đặt hết rồi nha. Và đây là cái bộ băng 4 tựa. Thì bộ băng 4 tựa này là cái bộ 10 món. Đó. Và giá của bộ này là 129 triệu một bộ. Và chất liệu của nó là gỗ gõ đỏ 100%, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ kate. Và mọi người để ý đúng chất cây gỗ gõ đỏ là vân nó rất là đẹp nha mọi người. Đó. Chứ không phải là cây nó đen thù lui xong rồi màu loang loang lổ lổ không có siêu vân này đâu nha. Cái đấy thì loại hàng đều thôi. Đúng chất cây gỗ gõ đỏ là vân nó rất là đẹp nha. Cái bộ này là tay 14, chân 14 và mặt bề mặt kế là nguyên tấm 3 phân. Tựa lưng là 3 phân rưỡi và đục đào chim, đục bằng tay. Mọi người thấy cái nét đục không? Đục rất là đẹp nha, và rất có hồn. Và tó này là cao 29. Đó, đục rất là đẹp nha. Và bộ này bọn để ý nó có băng 4 tượng. Và giá của bộ này là 129 triệu. Thì bộ nó gồm 10 món là nó sẽ gồm một băng ghế dài, 4 chiếc ghế đơn, một cái bàn, hai cái bàn kẹp và hai cái đôn nhỏ. Đấy là bộ 10 món. Và giá là bao gồm sơn xịt hoàn thiện và Mộc sẽ miễn phí giao hàng cho khách hàng của Mộc ở Bình Phước luôn nhé. Và bộ này là 129 triệu. Và mọi người thấy cái thọ này thì Mộc chưa gắn xong này. Đó. Nó sẽ có một cái thọ đỡ ở bên dưới nữa, và Mộc chưa có gắn nha. Và mặt là nguyên tấm dày 3 phân. Chân 14 viên chỉ nội. Ở đây nha. Cái này là cái đôn học kéo nha mọi người để ý nha. Các khớp mà Mộc đều gắn mộng hết nha. Đó, chứ không phải là làm dán keo nha mọi người. Đó, hàng đúng chuẩn là rất là đẹp. Và bộ này là mua tận xưởng nha mọi người, còn thường mấy bộ này như Mộc hay bán cho các cửa hàng mà người ta bán hỗ trợ, thường bán giá nó sẽ rất là cao, khoảng cỡ trên 200 triệu một bộ như thế này nha. Và mọi người để ý là cái hai ghế đơn này thì nó có cái bộ này là cao 29, còn bộ này là sẽ là cái đỉnh nó là cao 25, nó sẽ thấp hơn. Và bộ này Mộc đang làm bộ sau món. Đấy. Bộ sau món thì cái đỉnh nó thấp hơn. Bộ này sau món thì nó là 73 triệu một bộ. Bộ sau món nha mọi người. Cái đỉnh cao 25 thì 73 triệu một bộ. Còn nếu mà cái đỉnh nó mà bộ sau món mà lên đỉnh 29 thì nó sẽ mắc hơn 2 triệu. Là 75 triệu. Đó. Mà Mộc đang lên là 4 bộ 4 bộ thì trong đấy có 2 bộ 10 món, 2 bộ tay 14 10 món và 2 bộ tay 14 6 món. Cái dàn viền chân và yếm đều đục như nhau hết luôn. Rồi đục chỉ nổi và chân 14 đục nhét đục sâu. Và đều là gỗ gõ đỏ 100% luôn. Để cho mọi người coi mấy cái ghế đơn. Còn đây là cái băng bộ 6 món nha mọi người. Mọi người để ý cái băng bộ 6 món thì cái băng nó chỉ có 3 tựa thôi. Và cái đỉnh của nó là từ cái đỉnh của nó là cao 25 xăng. Và đúng chất cây gỗ gõ đỏ, không được đào chim luôn. Bộ này thì 73 triệu nha mọi người. Đó, đỉnh cao 25. Đó, mọi người thấy đỉnh cao 25 với 29 là lật 4 phân này, nó lật giá 2 triệu rồi. Nên đồ gỗ ấy thì bạn phải hiểu nha, bạn mới đi so được. Tại vì ở khu làng nghề mà cũng có nhiều người ta làm hàng pha gỗ hay là các hàng nguồn hàng mà hàng Bắc nhập vô mà loại giá rẻ, một bộ nó chân lật khoảng 15 đến 20 triệu một bộ là chuyện bình thường ấy mọi người. Đó, nên mọi người nhiều khi mua không biết mua ham giá rẻ là toàn bị dính trưởng không à, mua tiền mất tật mang á. Còn bạn muốn mua đúng chất gỗ thì bạn có thể liên hệ xưởng Mộc làm đúng chất gỗ, coi từ hàng Mộc luôn, rồi tới coi lựa hàng xong rồi Mộc sẽ sơn xịt cho bạn. Đây, trá đào đục rất là đẹp nha. Như Mộc nói là bộ tay 14 sau món, đỉnh cao 25, giá là 73 triệu một bộ như thế này, bao gồm một băng ghế dài, hai cái ghế đơn,
một cái bàn và hai cái đôn. Đó, giá là 73 triệu một bộ. Giá bao gồm sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km nha. Còn nếu mà bạn mua bộ 14 10 món giá 129 triệu thì Mộc sẽ miễn phí cho mọi người. Đó, đúng chất cây gỗ đỏ là vân nó rất là đẹp nha. Và mặt liền nguyên tấm 3 phần. Đó. Đấy mọi người thấy băng già này, băng 4 tựa đây nha. Cái bộ 4 tựa này nó bao gồm là 10 món nha mọi người, là một băng ghế dài, 4 chiếc ghế đơn, 2 cái đôn hộp như thế này và 2 cái đôn nhỏ và một cái bàn lớn. Đó, giá là 129 triệu. Nó mắc gần gấp đôi là bởi vì cái băng dài này nó dài hơn. Nếu mà muốn làm bộ này thì cái bàn nó cũng phải lớn hơn. Đó. Xong rồi thêm 2 cái đôn hộp nữa. Đó, nó làm rất là nhiều cái mà khi mà sơn thì cũng phải làm sơn nó tốn công hơn. Đây nha. Đây là mấy cái ghế của bộ tay 14 6 món. Thì tất cả khung viền với cả viền mặt thì đều như nhau hết. Mộc chỉ làm cái định cao nó bộ 14 ấy thì nó cao hơn một chút thôi. Còn nếu mà ý là cái bộ 14 10 món là nó cao hơn một chút thôi. Còn nếu mà bình thường mọi người xài mà 14 6 món thì mọi người làm định 25 là được rồi. Làm nó cân đối mọi người. Còn nếu mà nhiều khi làm cao quá mà nó làm bộ 6 món thì nó không cân đối thì nó nhìn nó không được đẹp thôi. Đó, chân móng và viền đục sâu. Mộc quay cho mọi người coi nhiều cái ghế đơn này để biết là cái ghế nào cũng như vậy nhé. Chứ Mộc cũng không phải là lựa hàng đẹp quay cho mọi người làm cái bộ khác xấu ấy mọi người. Bởi vì cái đúng chất ấy là mình làm đẹp là mình làm đẹp toàn bộ luôn. Ý là cái tay nghề của bên thợ mộc với cả bên mộc lựa cây rất là đẹp nha. Đó, còn cưa cây thì cưa bên này. Thì chào tất cả mọi người nha. Nếu thấy clip của Mộc hay thì có thể đăng ký channel bên Mộc để tham khảo các mẫu bên xưởng nhà Mộc và của khu làng nghề Mộc, là làng nghề đồ gỗ Hố Nai nha mọi người. Thì chào tất cả mọi người nha. Vân cột cho mọi người coi, vân rất là đẻ nha mọi người. Và từng cái thớ vân này đúng chất cây gỗ gõ đỏ 100%, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ kè te. Chào mọi người nha. Còn bộ này là đỉnh cao 29 nha mọi người. Và bộ 6 món như thế này giá hiện tại Mộc đang bán là 75 triệu một bộ. Giá bao gồm sơn xịt hoàn thiện và miễn phí giao hàng cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km. Còn bộ này Mộc đang sơn để giao cho anh Long ở Tân Bình, ở Bình Tân nha mọi người. Đó, thì chào tất cả mọi người nha. Đỉnh là cao 29 nha mọi người, tay 14 về chất cây gỗ gõ đỏ 100%, và mọi người tham khảo thử nha. Chào mọi người.